hướng dẫn thiết lập cuộc họp định kỳ trong Microsoft Teams. Việc thiết lập cuộc họp định kỳ rất hữu ích với các nhóm làm việc, các tổ chức, doanh nghiệp, chẳng hạn như các cuộc họp mang tính chất lặp lại như cuộc họp cập nhật tiến độ hàng tuần hay cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh thường quý. Trong video, Mật mã Technology sẽ hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập cuộc họp định kỳ trong ứng dụng họp trực tuyến Microsoft Teams. Bắt đầu thôi! Trước tiên, đăng nhập vào tài khoản Microsoft Teams của bạn. Sau đó vào Calendar hoặc lịch ở góc trái màn hình nếu dùng tiếng Việt. Vào New Meeting hoặc cuộc họp mới. Trong cửa sổ tạo cuộc họp mới, hãy điền lần lượt các thông tin chính của cuộc họp, bao gồm tên cuộc họp, người tham dự, ngày và giờ diễn ra cuộc họp, mô tả ngắn gọn về cuộc họp và tệp đính kèm nếu có. Tiếp theo, để thiết lập nó thành cuộc họp định kỳ, nhấp vào dấu mũi tên bên cạnh mục Do Not Repeat hoặc không lặp lại. Lựa chọn thời gian phù hợp, ví dụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Sau đó nhấn send hoặc gửi để hoàn tất thiết lập. Cuộc họp định kỳ sẽ được thêm vào lịch trên Microsoft Teams của bạn, đồng thời các thành viên cũng sẽ nhận được thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc hủy bỏ cuộc họp định kỳ này bất kỳ lúc nào từ phần lịch của Teams. Mong rằng hướng dẫn này hữu ích với bạn. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất từ Mật mã Technology nhé!